Mình chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát. Hôm nay Hảo đang ở trên đường Quỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh chị. Đây là cái hẻm trước nhà mình anh chị. Đấy, hẻm xe hơi tránh nhau, hẻm độ 5 mét anh chị ơi. Vị trí ra rất là đẹp, rất là gần mặt tiền đường Quỳnh Thị Hai anh chị. Ngay ở ủy ban phường Tân Chánh Hiệp anh chị. Nhà mình đây anh chị ơi, chỉ có giá 3 tỷ thôi. Diện tích là ngang 5 dài 12 vuông vức. Nhà gồm có một trệt một lửng và được thiết kế gồm có 3 phòng ngủ rất là công năng nha anh chị. Mà giá chỉ có 3 tỷ với khu vực này, hẻm xe hơi. Anh chị có thể về cải tạo để hẻm xe hơi vào nhà luôn vẫn được anh chị. Đây là khu vực phòng khách nha anh chị. Nó rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị. Tất cả cái đèn điện chiếu sáng được thiết kế âm tường rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ với 3 tỷ thôi, anh chị có ngay một căn nhà mới đẹp vào ở ngay luôn anh chị. Chỉ 3 tỷ, ngang 5 dài 12. Một trệt một lửng gồm có 3 phòng ngủ anh chị. Đó, rất là công năng, rất là rộng rãi. Anh chị xem qua. Đây, tổng quan từ khu vực từ phía ngoài đi vào nè anh chị. Đó, rất là rộng rãi. Với cái nhà mà ngang 5 mét ấy thì nó rất là bề thế và nó rất là tiện, rất là dễ để anh chị làm bố trí cái đồ đạc này kia. Đó. Anh chị xem qua nè. Cái nhà mình là tất cả cái hệ thống được thiết kế rất là hài hòa. Nó có một cái phòng ở dưới anh chị. Đây nè anh chị coi nè. Đây là cái phòng ở dưới tầng trệt. Phù hợp cho gia đình mình, hai vợ chồng, hai đứa con và có bố mẹ mà lớn tuổi ấy, thì ở cái phòng ở dưới, khỏi phải leo lên lầu, lên xuống thì rất là tiện anh chị. Đây, khu vực bên này là phòng không gian phòng bếp này, đó. Rất là công năng luôn chị. Phía sau thì nó có một cái khoảng giếng trời thông gió bên kia, thì anh chị nấu nướng thì nó không có bị ám khói, ám khí, ám mùi ấy. Đấy, rất là rộng anh chị. Thay vì tầm độ 3 tỷ đi, anh chị mua một cái nhà diện tích rất là nhỏ thì đối với căn này bề ngang là 5 mét, dài 12 mét, đấy, vuông vức, rất là tiện công năng để anh chị vào ở ngay luôn. Tầm giá 3 tỷ còn thương lượng bên chủ nha anh chị. Hảo khẳng định là hỗ trợ giúp anh chị mua căn nhà này với cái giá tốt nhất luôn. Đấy, anh chị coi nè, tất cả bên này anh chị có thể làm một cái kho để dưới cầu thang này nữa, rất là rộng luôn. Rồi, nói cho anh chị xem cái tổng quan khu vực phía trước này, nhìn từ hướng bếp nhìn ra, nhà mình hẻm xe hơi. Khoảng sân phía trước thì anh chị có thể để xe máy rất là rộng rãi rồi, rất là tiện. Nếu mà anh chị nào mà hai anh chị cùng nhau lên lên cái tầng tầng lửng này, hay cầu thang được thiết kế rất là rộng rãi. Tại vì là Hảo quay video ấy, cái điện thoại nó bó hẹp lại thôi, chứ khoảng thang của mình rất là rộng anh chị. Đây, phía đây thì có một cái khoảng sân sau, phía sau là cây xanh rất là thoáng mát anh chị. Đó, block bên kia là chung cư Hưng Ngân đấy. Đây anh chị coi, tất cả hệ thống phòng ốc rất là rộng rãi, rất là tiện luôn chị. Này là cái hệ thống phòng nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh trên lầu. Tất cả đều có cái cửa, cửa để thông khí, thông gió với nhau cả. Thành thử ra là khu vực này rất là thông thoáng và không bị ám khí, ám mùi gì hết. Hai phòng phía trên vừa đủ công năng anh chị. Đấy, vừa đủ. Tất cả hệ thống là điện đi âm hết. Hảo vào trong này mà cảm giác là buổi trưa mà cảm giác cái nhà mình nó rất là mát mẻ và nó có ánh sáng đó chị. Đấy, tại vì là nó thoáng rất là nhiều mặt, hình thử là gió rất là thoáng luôn. Đó, không gian không khí rất là thoáng. Cái này thì anh chị về nếu mà anh chị muốn bắt thêm máy lạnh nữa mà đi thêm đường máy lạnh nữa rất là đẹp luôn. Đây là phòng bên này luôn. Hai phòng là đều có diện tích bằng nhau. Đấy, phòng thì nhỏ nhỏ ấm cúng thôi, diện tích tầm độ 15 mét vuông anh chị. Đây coi này. Cái khoảng đây thì cái cửa này anh chị là có thể là nhìn xuống được phía dưới luôn, nhìn dưới phòng khách được luôn. Chỉ với 3 tỷ thôi, khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, anh chị về bên Tô Ký, công viên phần mềm Quang Trung, chỉ là 500 mét thôi, tầm đó thôi anh chị. Khu vực nhà mình anh chị thì nó gần ngay cái bên trường Đại học Giao thông Vận tải, là tiện ích rất là nhiều. Khu này mà anh chị, nếu mà anh chị mua để mình cho thuê ấy, thì cái dòng tiền và cái giá tiền cho thuê cũng rất là cao anh chị. Với tầm căn nhà thế này anh chị có thể là cho thuê tầm độ là 6 triệu một tháng rồi, không có nguồn thu nhập. Đợi cái giá thị trường khu vực này hiện tại quận 12 là nó đang rất là xôn, lên theo từng ngày anh chị. Đó, khu vực không gian phòng bếp rất là rộng rãi. Quay lại một cái nữa cho tổng quan anh chị coi nè. Đấy, căn này là mua về ở ngay anh chị, mới đẹp về ở ngay, không phải sửa sang gì hết. Đó, rất là đẹp anh chị. Rồi, và bây giờ xin mời anh chị cùng nhau xem tổng quan khu vực đường nhà mình nha. Đây là cái hẻm 409 đường Huỳnh Thị Hai anh chị. Đó, khu vực này anh chị rẽ trái là về bên trường Đại học Giao thông Vận tải, rất là xôn, rất là sầm uất. Còn cái tiếng phía trước anh chị đấy, cái giao lộ này là cái đoạn giữa đường Huỳnh Thị Hai. Rồi Hảo chạy thẳng nguyên cái trục đường Huỳnh Thị Hai cho mình xem nha. Đây là hướng để anh chị về bên Huỳnh Thị Hai giao với đường Trần Thị Năm anh chị.
Trần Thị Năm hồi xưa là Tăng Chính Hiệp 10 và được đổi tên thành thành Trần Thị Năm ấy. Đấy, khu vực này thì nó gần ngay ủy ban phường Tăng Chính Hiệp, rồi các tiện ích xung quanh, bệnh viện quận 12 này, trường học, rồi cái khu vực này hiện tại là cái giá trị tiềm năng tương lai rất là cao anh chị ơi. Đó, giá rất là tốt so với thị trường khu vực, chỉ với 3 tỷ thôi, ngang 5 mét, dài 12 vuông vức, nhà mới đẹp, 3 phòng ngủ vào ở ngay, rất là công năng luôn. Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Địa Phát dưới video nha anh chị. Anh chị nhớ like, subscribe, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát nhé.